Nói chung là vẫn cứ phải đứng xa cho nó an toàn. Đấy. Đây lại lại bốt đây rồi. Mở chân ra, mở chân, mở chân, mở chân. Cần chết chưa? Hello, chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại là tiếp tục làm cái series game 7 Day to Die với mod Duck Left 4. Nói chung là lâu lắm rồi mình mới quay trở lại. Ok, chúng ta lại tiếp tục thôi. 400 viên ạ. Cái này cứ cho nó chạy thôi các bạn. Mình cần nít, cần đây, đít để đây rồi, đít và cái sắt, sắt miếng sắt đây. Đây mình sẽ lấy nít nút. Bốn trăm bốn sáu đây, mình sẽ cho bên này cho hai cái chạy luôn. Cái này thì chế đạn rồi. Hiện tại cần ba cái này thôi, mình cũng đang còn khá là nhiều thứ. Cất hết đi. Ra sửa bay một tí.
không quan trọng. Đấy, mình xem mấy cái này nó rảnh thì mình sẽ up, mình sẽ ấy still thôi. Nhưng mà hiện tại là đây cái này 2000. Mình đang cần một ít sắt nữa mà bây giờ đang thiếu sắt à. Thế mới mệt. Đang thiếu sắt các bạn, lại phải đi khai thác sắt. Mệt mỏi nhỉ. Có cái này thì mới chế được cái này. Có titanium. Mình cần titanium nữa. Đấy, bên này này chỉ có chế đạn thôi. 8 là được 160 đạn. Nói chung là giai đoạn này mình vẫn phải kẹp bắn cả đạn coi với cả đạn ấy nữa. Thì cái này mình sẽ chế lại ít một tí, mình chế tạo 1000 thôi. Cái này mình up up steel lên. Bởi vì mình vẫn cần steel để up bay. Rồi. Thì mình sẽ chơi hai khẩu súng. Khẩu này thì đương nhiên là mình sẽ không cần cái này nữa. Rồi, khẩu này ok. Ôi giời ơi, cái này lại dành cho archery. Có nghĩa là cái mod này là mod dành cho cho vũ khí. Đây này các bạn này. Đấy. Vãi chửa. Thôi không không quan trọng. Mình mất oan mất ấy. Cái này cầm cầm để đi chém bốt. Được. Và hai là dành cho cung nhé các bạn. Archery này chắc là bắn cung nữa. Mình không đọc kỹ. Dùng cho cung cũng được. Lúc nào mình chán mình có thể đổi sang mình chơi cung. Nhưng mà súng laser thì chơi cung làm cái gì. Cho nên là không có giá trị. Ôi kệ để nó xuất đạn thôi. Đây hết tốc lực để chế đạn. Chế đạn thì nhanh cho nên là trong ngày hôm nay chắc chắn là nó sẽ chế được. Đấy. Còn cần thiết mình sẽ dồn sang bên này mình chế luôn. Bây giờ mình sẽ đi đào một ít bây giờ phải đi đào một ít sắt các bạn. Để cái này ở đây. Mình còn 3 skill. Lên 125 sẽ tăng. Lên 140. Lên 125 mình còn có một đống cái này nữa. Cái này cũng phải tăng đi. Cái này chắc là tự tăng luôn. Cái này thì mình sẽ hồi được máu nhá. Có khả năng tự hồi máu. Đây này. 2 HP for 30 second. Nói chung là có khả năng hồi máu. Hôm nay thủ ngon rồi em. Cầm quả súng trông hơi bá. Mốt mụn chưa? Tốn lắm. Chờ lên cấp. Không cũng bình thường. Bây giờ không gõ được số.
Quên mất mình đây có một cái mốt này. Kẹo lúc bắt cho cậu em cái mốt này. Bộ titan của mình thì mình bị mất hết rồi. Mình mất hết đồ ở đây, thế mới cay. Và mình lấy sơn, đấy, ra sơn lại. Rồi. Bắn cái gì đấy? Bắn vẫn phê các bạn. Laser thì nó bắn bốt tốt. Laser thì bắn bốt thì khỏi phải nói. Để bắt đi. Quên mất đây. Trang trí cho nó. Ok. Em mình chắc bắn súng ngắn. Súng ngắm mình cho bắn bằng shotgun này. Đứng dí sát vào. Tuổi gì ngay?
đép xong mình sẽ đi kiếm cái này nữa. Về giờ bây giờ công cuộc của mình chỉ có lên level và chế đạn thôi. Vũ khí vũ khiếc cái này là cũng ổn rồi các bạn. Là đủ để chơi rồi. Cái này mình có thể bắn được bốt rồi nhé. Đấy, thêm 120 đạn nữa, ok. Cái này đủ 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 chế đạn không? Đấy, đạn cell là thiếu. Một nghìn cái này thoải mái, đủ thế thêm một hai cái đạn nữa, 20 viên, hơn một ca đạn, cộng với cả một một đống đạn này nữa, đạn coil. Và mình chưa chuẩn bị ít thức ăn, ăn nước uống hôm trước lại chưa chế, đây vẫn còn một ít, bởi vì hôm trước cho các bạn ấy vẫn còn, đây vẫn còn, mình chế cũng khá nhiều, bây giờ chỉ có chế cái đồng để và cái sắt này để chế cùng với cả cái chì để chế sang đây, sắp hết rồi, chế sang electric pad pole này. Sắp hết rồi. Cháp lên các bạn. Không để. Không kiểm tra đường điện này, không khi này còn không giật nữa thì toi. Rồi bật sáng lên. Chiến. Kinh, hồi xuống bắn select kìa. Con này thì nó lại chịu băng. Ai da. Nói chung là mình cần một khẩu, mình cần phải cái tờ lâu cái bắn bắn bọn ấy, bắn bọn bốt thì cần tờ lâu nha các bạn. Mình sẽ bắn bằng đạn laser để cho nó nhanh, biết bốt cho nó nhanh các bạn.
Các em nó hết hết đạn rồi. Tụt máu ghê thế. Đấy, mình bắn vỡ đầu. Vãi trưởng đứng ở đây bị bắn mà còn bị ấy. Này bắn được chết mấy con bốt, bắn thằng này. Chết vỡ đầu. Con cún đấy nó giết mình mấy lần rồi. Đấy, có tỷ lệ bắn vào vỡ đầu luôn, chết luôn nha các bạn. Nên là cố gắng nhằm vào đầu. Laser này chuyên để giết bốt. Ấy già. À, bốt bốt ở trên. Nằm xuống ngay, có súng laser bắn bốt thì tuổi. Con bé này mở chân ra, mở chân ra nằm xuống luôn. Quá nhanh và nguy hiểm các bạn. Mình đã xử lý được hai con ấy rồi. Ôi giời, thằng em chết rồi. One hit gặp boss đó skill là chết thôi. Quan trọng là em nó lại đang ở nhà cách đây 1 km, hỏng rồi.
Mình đứng ở trên đây là mình còn căn mấy con kia nó bay ra. Cố lên 125. Súng của mình nó chưa mắc cho nên nó bắn nó vẫn chưa khỏe các bạn. Nói chung là mình chế được mình ép lên đồ 8x thì chắc bắn sẽ mạnh hơn. Nhưng mà thôi lúc đầu thì cứ từ từ đó. Đấy lại con mốt. Con này phải chờ nó mở miệng ra. Mở chân ra thì nó mới bắn được. Ok. Bắn vào đầu cầu may thôi. Cái đầu cầu may thôi. Bắn cái này thì nó lại đỡ tốn đạn hơn các bạn ạ. Đạn mạnh hơn nhưng mà nó đỡ tốn đạn hơn. Nó là dòng súng ngắm ấy. Đây là khẩu súng ngắm của laser nhé. Nói chung là bắn không tốn đạn lắm. Đâu có dụng không có à? Nói chung là vẫn cứ phải đứng xa cho nó an toàn. Đấy. Đây lại bốt đây rồi. Mở chân ra, mở chân, mở chân, mở chân. Cần chết chưa? Nằm xuống. À mình đang khát nước. Súng này là bắn vào đầu dễ xuyên táo, bởi vì là súng của mình là súng dòng shotgun mà, à dòng súng ngắm mà, mình cũng tăng skill cho súng ngắm khá là cao, cho nên là khi mà bắn vào đầu thì có tỷ lệ nó tăng đam rất cao nhé. Khẩu này để đép cũng được. Bốt biết ở đây. Con này khi mà nó ở thế thủ là bắn nó không mất máu mấy đâu nhé các bạn. Đây là chỉ chờ nó hở chân ra. Ra đây xuống đây. Ôi. Không xuống thì nó bắn chết luôn. Thank you.
vẫn hơi nhiều bốt. Để cầm ba anh em cầm súng laser bắn thì nó mới rát được các bạn ạ. Tầm này mình vẫn cấp đang thấp. Mà dùng súng laser là các bạn lắp băng bắn hiệu quả hơn nhé. Bắn điện bọn này là không bị, bọn bốt này nó không bị này, nó kháng điện luôn. Em vào đầu vãi mà không vỡ đầu đấy. Lại có con bốt. Súng laser thì mình bắn bọn này là nhanh chết thôi. Ok, bắn bốt như con rồi. Có con bốt này này, ghét nhất cái con này, vỡ đầu. Chim à. Ok, nói chung là tầm hơn 1k đạn bắn gần hết, đủ để đép và loot mon. Đêm đều. Cậu em kia cậu cũng có nhà cho nên cậu cũng phủ được. Máu mình tụt ghê thế nhỉ. Đấy, chả hiểu sao máu tụt rất ghê. Bắn súng gần hỏng. Mở chân ra con nhìn này. Mở. Không mở cũng bắn chết luôn. Vẫn còn rất nhiều bốt. Vẫn chưa thể xử lý được hết bọn bốt này. Vẫn bắn chưa như con được các bạn ạ. Sáng rồi. Bắn không nhanh là con ma lũ nó ra. Mà ma lữ ra mình cũng chiến, mình chả sợ. Tầm này rồi, sắp hết đạn rồi. Đấy, lần này giết nhiều hơn được rất nhiều cho nên là rất nhiều túi các bạn. Ok, cố gắng bắn vào đầu rồi. Cũng còn vài con bốt thôi. Vỡ đầu. Ok, sắp hết rồi. Chết luôn. Bướng à. Rồi, ngon rồi. Bây giờ đi này vẫn thằng này bị bắn cụt chân. Bướng nè, đâu ma lữ đâu. Ra đây. Mình đứng xa ra một tí nhé các bạn. Hết zoom rồi đấy. Bây giờ hết zoom thì mình sẽ đeo cái kính vào để loot.
sang lúc đi. Vẫn còn zoom à? Ai à? Ai à? Ai à? Ai à? Hình như là có một bầy nữa. Vẫn còn. Mình chỉ mở thôi chứ mình không cần các bạn. Ôi trời, mũ power này. Đồ power. Mình mở thôi, anh cho anh em nút. Mình mở vì điểm nút của mình nó cao. Mình mở lấy lên level các bạn. Ui 131 rồi ạ. Vãi trưởng. Đẹp hôm nay lên 131 level. Chả lấy cái gì nữa. Coi kia các thứ. Lấy cái giấy tím này thôi. Lấy cái giấy tím. Mình mở như thế này thì nó cũng không mất nhé. Đây thẻ xanh. Ngon rồi. Đây mình còn chưa uống các cái tăng đam. Đoạn đó thì để cho hết bọn em nó cần thì ấy. Mình chỉ lấy cái này để chế mốt thì chế thôi. Mốt mình nhiều. Mở lên level đi các bạn. Ok. Lên 131. Không gõ được, không gõ được số, đúng là nhỏ. Nhưng mà mình vẫn chưa có mấy cái thẻ đỏ, nhưng mà không quan trọng. Bây giờ có chế độ laser rồi thì có thẻ đỏ cũng càng tốt, mà không có thì thôi. Đấy, mình sẽ mở hết các cái hòm này ra. Toàn đồ linh tinh. Linh sting. Lần đầu tiên gọi là đép Bloodmon thành công, rực rỡ. Nói chung là có súng laser nó khác ngay, khác bọt ngay các bạn ạ. Bắn bốt nó mới chết được chứ còn như kia là mình bắn không thể chết được. Đấy. Sách giấy tờ mình chả cần nữa rồi. Bây giờ chả cần cái gì. Mở để lên level thôi các bạn. Đấy có một khẩu súng xịn này. Lấy khẩu này về. Thực ra xịn bây giờ thì cũng vứt đi. Mình chơi bằng laser rồi. Bục cho anh em thì cũng bục laser rồi. Gọi là để sưu tầm thì để thôi. Đây mình sẽ lấy cái này. Ok. Còn đâu là để em nó tự loot. Và loot tốt cái này. Không có ma nữ luôn. Có ma nữ mình xử luôn. Mình rét mướt gì tầm này. Có súng laser rồi. Rét mướt gì. Đấy. Cần thiết thì mình sẽ ép cái khẩu này lên 8x đi xem nào. Nhưng mà mình chót chơi chế hết rồi. Hơi buồn. Tăng skill lên một phát thì chế được cái đồ 5x thì nó ok hơn. Đây. Cái này lên level bao nhiêu? Hay là phải tiêm thêm một mũi nữa. Đây. Đúng không? Đúng rồi. Cái này tiêm càng nhiều càng tốt ạ. Ok, thế mình phải làm 5 mũi các bạn. Đơn giản. Cái này chế là cần
Genosol đơn giản thôi. Mình sẽ chế chế mắc luôn. Cái mũ này mình có thể sửa cái cấp mũ này, mũ 58 cũng cũng như nhau thôi các bạn. Sửa sửa xong rồi mình cho cái mũ 59 này đây, cho vào như này là nó sẽ mắc lên 64 đấy. Cái đồ này thì nó ghép được như các bạn, riêng cái bàn này thì cái đồ của mình là ghép được, ghép nó sẽ lên cấp. Cho nên là cứ đồ nào mà nó giống nhau các bạn ghép về để cho nó mạnh lên thì ok nhá. Đây cấp 64 này. Mình lấy hết cái này về. Để chế ok. Chích cho 5 mũi. Rồi. Mắc chưa? Mắc luôn rồi. Còn cái này thì sao? Cái này thì không biết là cái gì? Cha su mát này này. Anh mở hết đấy. Giờ mình chế được súng cấp 4X rồi. Đây, anh có đây. Xài gì? Ok, bây giờ mình sẽ cho cái mấy cái đồ này. Mình quên mất là mình lấy à, mình chỉ có cái đồ power thôi, đồ titan. Cấp 64. Đấy, vẫn còn dư được một mốt nữa thì mình có thể để một cái mốt mốt giáp hoặc là mốt gì đấy tùy, đây mốt này cũng được. Nói chung là mình sau mình sẽ chế lại cái mốt các bạn. À cái mũ này 53 đúng không? Bỏ nó ra. Đấy, để cái mũ 54 và 64 vào thế nào. Lên được cấp 7X không? Không được nha các bạn nhé. Cái này các bạn phải tháo hết mốt, không là mất hết mốt. Đấy, rất là nguy hiểm. Đấy, lên 69 ạ. Không lên được 7X mới đau. Thôi 69 được. Đấy, cho thêm cái này vào. Ok. Đấy, có cái đồ mà nó giống nhau thì các bạn up lên. Riêng cái khẩu này mình sẽ đáng em mình up lên, nhưng mà nó cũng không kịp thời gian nên mình không up. Đấy, mình sẽ up lên 8X luôn. Bắn cho nó mắc phê các bạn. Bảy tám 80. Đây là mắc 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 ọt rồi các bạn, mắc game rồi nhá. Mấy cái mũi này thì có thể mình cho cậu em mình, cậu nào thích xài thì xài, nó có hai đường để đi đấy là câu chuyện. Còn cái này thì sao, cái này chế được cái gì? Gota đấy, Gota Stot này thì mình lại cần cái này nữa để mình chế. Hiện tại mình đang thiếu cái xanh xanh này này, mình có thể chế được đây nhá. Ở trong đây thì nó có cái dòng này, nó sẽ insert block HVT các thứ này, minting tool này. Còn cái này thì insert physical dam, nhưng mà cái này lại không mở được, mình chỉ được chọn một trong hai cái thôi các bạn ạ.
Cái này là stamina thôi, đam resist tức tăng 2%. Đấy, mình chỉ học được cái này thôi. Bởi vì mình đang đi theo cái nhánh này, nhánh hồi máu, còn cái nhánh này là nhánh chạy nhanh, mình không cần. Thì bây giờ mình phải học cái này. Chance Fumat à? Đây, phải chế cái này này, phát này. Phát go, phát shot này. Thì cần hai cái, mình lại đang cần mũi tiêm. Đấy, mình sẽ chế hai cái. Hiện tại cũng chỉ đủ chế hai cái thôi. Chan Mu Stand Stop. Chan Guta. Visit Cổ. Chan Muta Sot. Có đúng không nhỉ? Mình phải xem lại. Đây, Chan Suman đây. Phải tăng cái này các bạn. Chan Suman thì cái này vẫn chế được đúng không? Chan Suman. Đây mình thử tăng xem nào. Đây như thế. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho một like và một subscribe cho kênh để kênh phát triển tốt hơn nhé. Cảm ơn các bạn.